Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến tháng 5 năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã giải tỏa các công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đạt tỷ lệ gần 39% số công trình vi phạm, tỷ lệ đạt thấp so với yêu cầu đề ra. Tổng số các trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp là trên 10.000 trường hợp, tổng diện tích là 1,2 triệu mét. Các địa phương đã xử lý giải tỏa trên 4.000 trường hợp với tổng diện tích vi phạm 380.000 mét, còn lại là trên 6.400 trường hợp vi phạm chưa xử lý giải tỏa, tập trung nhiều ở giai đoạn trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Riêng giai đoạn từ ngày 16 tháng 3 năm 2016 đến 15 tháng 5 năm 2022 có 1.650 trường hợp vi phạm. Bên cạnh các địa phương tích cực giải tỏa như huyện Khoái Châu, Văn Lâm, Ân Thi và thành phố Hưng Yên, các địa phương có tiến độ giải tỏa có tỷ lệ đạt thấp trong các giai đoạn là huyện Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ. Ngoài ra, nhiều địa phương chưa quan tâm đến giải tỏa các vi phạm bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi.